hôm nay lãi được đúng 400 yên. Đầu tư 1.3 vào lãi 400 yên, hôm nay phải về sớm. Chung là có cho vợ đâm ra phải về sớm là chỉ lãi được có 400 yên thôi, hòa vốn. Coi như uống nước. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Hôm nay 1.3 mình đầu tư vào thì chỉ lãi được 400 yên.